Anh em muốn pin xe điện mà rẻ ngang với ắc quy thì hôm nay mình có những cái phiên bản pin xe điện mà rẻ ngang với ắc quy luôn anh em ạ. Đấy thì ở đây là mình đang có những phiên bản như 48V này, 60V này, đóng hộp kiểu thế này. Ở đây là cái phiên bản 60V của bên mình làm. Đấy, sẽ có nhiều bản nhé, bản thùng inox và bản thùng nhựa này. Đây là bản phổ thông thì nó sẽ rẻ tiền, gần như anh em tính thì nó sẽ gần như tương đương với ắc quy rồi. Thì ở đây thì mình có những cái bản 48V, 12Ah. Đây này, bản bóng bọc phím co nhiệt và được đổ chống nước hoàn toàn nha anh em. Thì anh em sử dụng cái bản này thì nó sẽ có cái giá thành là ngang ngửa với ắc quy luôn. Đấy, cái này thì giá nó sẽ ngang với ắc quy 12Ah anh em mua và thay lắp ở trên thị trường. Đây là cái này thì đã bao gồm sạc cho anh em rồi nhá, miễn phí vận chuyển này, bao gồm sạc cho anh em này. Thì tổng thể cái quả pin này thì nó sẽ ngang ngửa với cái bình ắc quy, dung lượng thì cũng ngang với ắc quy luôn. Ngoài ra thì mình có những cái phiên bản khác như là 48V, 16Ah sử dụng mạch Jica. Ở đây là phiên bản này khách hàng đặt riêng, bên mình thiết kế riêng cho khách hàng này. Đây là phiên bản là 48V mà mình bán cực kỳ nhiều rồi. Quả này thì mình bán rất là nhiều rồi, 48V battery, 48V 16Ah. Cái này thì đã bao gồm sạc cho anh em rồi, miễn phí vận chuyển luôn. Đấy, thì phiên bản này mình bán rất là nhiều. Ở đây phiên bản khách hàng đặt riêng, đấy là 48V 16Ah sử dụng mạch Jica nhé. Ngoài ra thì bên mình có 48V 20Ah này. Đây là 48V 20Ah này. Ở phiên bản 20Ah thì mình làm nó có hơi chút xíu khác ở những cái phiên bản này. Tại vì mình lỡ đặt cái chuyến này là cái đầu núm này mình làm nó dài ra xíu anh em ạ. Kể ra như phiên bản trước này mình mua cái này nó hợp lý hơn. Phiên bản sau này mình tính làm cái này nhưng mà mình đặt nó hơi to anh em ạ. Đấy, phiên bản 48V 20Ah và phiên bản 48V 16Ah sử dụng mạch Jica. Mạch này thì nó sẽ đắt tiền hơn, mạch này thì nó xịn sò hơn nên là đắt tiền hơn. Anh em cần sử dụng những phiên bản gì thì có thể liên hệ shop. Shop sẽ tư vấn và lên mạch cho anh em. Ở đây là những cái bản 60V 20Ah này. Những cái xe mà 5 bình ấy thì anh em đều lắp vừa cả. Đấy, anh em lắp vừa cái khoang trên của cái xe 5 bình luôn, 60V 20Ah. Sử dụng bản phổ thông mạch thường nhé. Anh em muốn mạch Jica thì có thể liên hệ mình, thì bên mình sẽ làm mạch Jica cho anh em. Còn lại thì đây là những cái phiên bản thường. Phiên bản thường thì mình sẽ làm như thế này. Bên mình có này 60V 20Ah này, 72V 20Ah này, 60V 30Ah này, 72V 30Ah này, đều có cả. Sử dụng thùng inox mạch Jica thì đều có cả nha anh em. Đấy. Thì theo yêu cầu của anh em thì bên mình đang ra mắt những cái sản phẩm như thế này để nó có cái giá thành gần như là ngang ngửa với ắc quy để tiếp cận khách hàng nhiều hơn. Thì bên mình sẽ ra mắt những cái phiên bản phổ thông này cho anh em nhé, 60V 20Ah này. Cái này thì giá thì anh em có thể liên hệ số điện thoại mình để trong chỗ màn hình này hoặc là Zalo của mình nhé. Tại vì mỗi thời điểm thì cái pin nó lên giá xuống giá khác nhau ấy, với là tiền mạch, tiền phụ linh, phụ kiện ấy. Thì tại thời điểm anh em xem thì có thể nó lên một xíu hoặc là nó xuống một xíu. Thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Zalo, đừng ngại ngần gì nhé, cứ nhắn tin Zalo cho mình thì bên mình sẽ rep trong cái khoảng thời gian nhất định cho anh em. Còn cái bản rẻ ngang với ắc quy đây thì chính là cái pin 48V 12Ah anh em ạ. Cái này thì bên mình đã đúc keo hoàn toàn ở trong này rồi. Ở ngoài này bên mình còn phủ thêm một lớp nữa để nó chống nước gần như là tuyệt đối cho anh em. Những cái phiên bản như thế này, bên trong này thì mình đã đổ keo đúc y hệt giống như cái phiên bản nhôm này anh em này. Trong này là pin bên mình đã làm từ cái keo mủn ấy, keo của chuyên dùng cho pin giúp để tản nhiệt ra ngoài vỏ nó tốt hơn. Một số anh em bảo là đổ keo này sau này bóc ra tách ra kiểu gì, thì cái đấy là cái bên mình đã tính trước rồi nha anh em không phải lo. Bên mình đã làm và tính trước cái phương án, lỡ có bảo hành hoặc là bên mình có bảo hành đi nữa thì bên mình sẽ có cái phương án để khắc phục dễ nhất. Cái này là cái keo chuyên dùng cho pin nên là yên tâm, bóc ra thì nó sẽ tách biệt ra được. Đấy, khi mà anh em mà đóng thế này bên phiên bản này là mình đổ toàn phần luôn anh em, nên là cái vỏ nó rất là chắc chắn này. Đấy, không phải như là một số anh em chỉ bọc phím co nhiệt dán sơ sơ là xong đâu. Cái này thì bên mình làm để nó chống nước tối ưu nhất cho anh em lắp vào xe nó vẫn có thể chống nước tối ưu cho anh em được. Cho những cái phiên bản như thế này 48V 12Ah giá ngang ngửa với ắc quy anh em lắp ở trên thị trường. Đấy, giá ngang ngửa với 4 bình ắc quy anh em lắp trên thị trường nhé. Còn những cái phiên bản này là phiên bản 60V bản phổ thông, giá cũng xem. Anh em có thể liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình này. Đó. Hoặc là ngoài ra anh em muốn đặt riêng nhưng những cái phiên bản như thế này, 48V sử dụng mạch Jica đóng như thế này cho anh em về lắp cho những cái xe mà phổ thông ấy để 4 bình ở dưới chân ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp hoặc là 48V 20Ah này. Đấy, anh em muốn lên mạch Jica thì anh em có thể liên hệ trực tiếp bên shop. Yêu cầu bên số hoặc là thương lượng về giá tiền, ví dụ như hỏi bên mình giá tiền thế nào khi mà lên mạch Jica ấy. Thực tế thì 48V thì mình nghĩ là không cần lên mạch Jica đâu, nhưng mà
anh em muốn bền, cực bền ấy, thì anh em nên đi cái mạch đấy hoặc là mạch Bluetooth. Bên mình có những cái mạch GPD hoặc là mạch Zika đều có Bluetooth cả. Đấy, thì GPD thì nó sẽ rẻ tiền hơn xíu, thì chức năng cũng hệt như Zika thôi. Đấy, bản 60V cũng tương tự như vậy nhé. Anh em lưu ý nhé, những cái bản này là bản không có mạch kết nối Bluetooth nhé. Sắp tới thì mình sẽ lên cái bản kết nối Bluetooth cho anh em, là những cái bản phổ thông mà có kết nối Bluetooth luôn, có quản lý qua điện thoại và có những cái chức năng chuyên sâu về cho cái quả pin. Còn anh em sử dụng pin bình thường không kết nối không gì cả thì mua về lắp vào xe, bắt hai cọc bình này, đấy, bắt điện vào đây thì anh em sử dụng thôi. Cái này thì rất là đơn giản rồi. Anh em có thể xem là về cái đồ hoàn thiện bên cơ sở mình làm thì gần như là bên mình đã tính những cái bước tối đa về chi phí này, tối đa về độ bền này, tối đa về các kích thước. Nói chung là bên mình phải nghiên cứu rất là nhiều, cho ra cực kỳ nhiều phương án để nối tối ưu nhất anh em ạ. Thì nếu mà anh em đang có những cái đóng góp gì thì có thể đóng góp cho bên mình nhé. Bên mình sẽ dần dần cải tiến và làm cho anh em nó hoàn chỉnh tối ưu nhất về giá thành. Anh em vẫn quan trọng về giá thành và chất lượng. Như cái bản 60V này này, 60V đạt battery này này, thì đây là cái thương hiệu chính sắp tới của bên mình nhé. Thì bên mình sẽ làm cái thương hiệu này. Thì những cái phiên bản như thế này này thì bên mình bên trong ấy cũng gọi là đổ đúc hết rồi. Anh em khỏi lo chống nước luôn nhé. Những cái phiên bản này gần như là tuyệt đối anh em khỏi lo chống nước luôn, đi mưa rửa xe thoải mái luôn anh em ạ. Đó, có thể chống ngập nước được trong vòng 30 phút ở độ sâu 1m thì vẫn là thoải mái cho những cái khối pin này bên mình đang thiết kế. Nhưng mà cái này thì cũng không mong gì là ngập nước đâu anh em ạ, tại vì ngập nước đã ngập được lên cái bình ắc quy thì xe của anh em thì nó cũng không còn gì nữa rồi, chỉ có là rửa xe đi mưa thoải mái, độ ẩm theo thời gian thôi. Đấy, thì bên mình đã làm hoàn chỉnh ở trong này rồi. Trong này thì bên mình đã đổ keo rồi, là nói chung là hạt chống ngập, rồi bên mình đã làm rất là kỹ càng, cực kỳ kỹ càng cho những cái phiên bản này, tại vì bên mình hướng tới một cái mục đích thương mại lớn. Đấy, nên bên mình sắp tới sẽ làm những cái phiên bản hoàn chỉnh, chỉnh chu nhất cho những cái phiên bản những cái xe khác nhau. Ngoài ra thì bên mình có thêm những cái thùng inox cho những cái dòng xe Felix này. Những cái pin này thì cho những cái xe phổ thông, xe rẻ tiền ấy, những cái xe anh em mua có mấy triệu đồng một cái thì anh em có thể lên những cái dòng pin này. Ví dụ anh em mua xe cũ lại này, muốn giá thành nó ngang ngửa với ắc quy mà vẫn sử dụng được pin thì anh em lên những cái quả pin này cho mình. Mạch bên trong này thì vẫn đi mạch xịn cho anh em luôn, để anh em mà tối ưu về cái công suất của cái xe. Đây là những cái quả pin 12Ah, giá thành thì ngang ngửa với ắc quy. Ngoài ra thì thêm những cái phiên bản này thì phiên bản cao cấp hơn xíu là 48V 20Ah. 20Ah thì anh em có thể đi mạch thường, mạch GPD là tốt rồi, hoặc là mạch daily thì bên mình sẽ phù hợp. Nhưng mà ở những cái phiên bản này mình đều đi mạch tốt của GPD cả nhé, những cái mạch 40A cả, cho công suất hiệu năng rất là tốt. Ngoài ra thì anh em có thể thêm cái mạch Zika này này, lên từ 48, 60V thì hộp này không vừa anh em, 60V thì bắt buộc từ 5 bình trở đi thì bắt buộc từ cái này. Hoặc là anh em đóng những dòng xe X-Men này, những cái dòng xe Felix này. Đấy, những cái xe đấy thì anh em sẽ làm thùng inox, sắp tới mình sẽ làm thùng inox. À không phải là sắp tới mà hiện tại mình đang làm thùng inox, sắp tới thì mình sẽ nghiên cứu sang những cái vỏ nhựa thế này, vỏ nhựa ABS thế này để cho cái giá thành nó rẻ xuống, cho những anh em mà tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Như những cái phiên bản này thì về lắp những cái xe như là xe dàn kiểu 5 bình, 2 bình ngang, 3 bình dọc ấy, hoặc là 3 bình ngang, 2 bình dọc thì anh em lắp vừa hết, hoặc là cho X-Men, hoặc là những cái xe... Nói chung là những cái xe bình 20A, 30A là đều lắp vừa nhé. Vì cái kích thước chiều cao này này thì nó ngang y hệt như kích thước của ắc quy luôn anh em ạ. Đấy, nên anh em lắp vào chỉ có vừa thôi, kích thước chiều này. Đó, anh em cần báo giá chi tiết thì anh em có thể liên hệ số điện thoại mình để chỗ màn hình này nhé. Tại vì giá thành nó có thể chênh lệch 100-200 nghìn vào tùy vào một số thời điểm. Đấy, thì pin nó sẽ lên giá hoặc là pin xuống giá hiện tại ở cái thời điểm anh em đang xem. Thì anh em cứ nhắn tin Zalo cho mình, anh em không tiền gọi điện thì cứ nhắn tin nhá, nhắn tin thì mình sẽ rep cho anh em. Đấy, đây những phiên bản này này, đạt battery này, 60V 20Ah, anh em thấy gọn gàng chưa, 20Ah nằm ở trong một cái hộp thế này, ngang ngửa với những cái ắc quy anh em đang sử dụng 5 bình đấy. Anh em mua về chỉ việc thả vào một phát, chèn lót cẩn thận là sử dụng thôi. Đấy, không cần phải thay đổi gì cả. Giá đã bao gồm sạc, tất cả ở đây giá đã bao gồm sạc nhé. Tại vì sạc mình không để ở vị trí này, nó hơi to, hơi rườm ra. Anh em phải lưu ý nhé, tất cả ở đây, kể cả cái viên pin này này, giá ngang ngửa với ắc quy anh em lắp thay mới ở trên thị trường đều đã bao gồm sạc cho anh em rồi nhé. Và đã miễn phí vận chuyển cho anh em rồi. Đấy, anh em cần thì cứ liên hệ. Cái này thì mình đang cho sản xuất đại trà cả hàng trăm viên luôn anh em ạ. Tại vì là cái này là cái bản phổ thông nhất và tiếp cận nhiều khách hàng nhất, thì bên mình đang
cho sản xuất rất là nhiều, và tiếp theo là phiên bản này cũng cho sản xuất rất là nhiều. Còn bây giờ mình ra cái phiên bản này thì để xem cái nhu cầu thị phần của khách hàng như thế nào thì mình sẽ cho sản xuất tiếp. Hiện tại thì mình đang cho làm 10 hộp cái đá để xem thử thế nào. Pin thì bên mình đang đóng rất là nhiều này, nhà thì hơi bừa bộn anh em thông cảm nhé, tại vì xưởng mà cứ mỗi lần ra sản phẩm là bên mình sẽ phải chọn lọc các thứ đấy. Pin thì mình cho đóng những cái hộp như thế này, anh em đi kích này đó, những cái hộp này bên mình đều có cả nhé, 12, 24V, 36V các thứ đều có cả anh em ạ. Đó, anh em cần thì cứ liên hệ số điện thoại mình để chỗ màn hình nha. Còn bây giờ chào anh em nha.